Ban biên tập chương trình trên kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất đang diễn ra trong 24 giờ qua. Rực lửa, lộ cuốn sổ tay phơi bày cách tuồn tiền ra nước ngoài cực hiểm của Trương Mỹ Lan. Trợ lý gài bẫy, nữ chúa khóa khẩu không khai, chồng yêu bị bắt vẫn đành thép đòi về nước. Thưa quý vị, đại án lũng đoạn lớn nhất lịch sử đang ngày càng phức tạp và nhiều tình tiết khiến cả nước ngã ngửa. Con số mà nữ hoàng Trương Mỹ Lan cùng chồng yêu là tỷ phú Trung Quốc gây ra phải đếm bằng hàng ngàn hàng triệu tỷ. Một tay che cả bầu trời ngân hàng, thâu tóm hơn 1.000 công ty con để ăn chặt, ra lệnh cho toàn bộ cấp dưới phục tùng đem số tiền đi tẩu tán. Hàng ngàn tỷ ấy tuồn qua biên giới không một dấu vết với chiêu thức tinh vi ghê rợn, mà trong đó bà Lan đến nay dùng chiêu không nhớ, không biết, không khai. Còn người chồng là tỷ phú Chu Lập Cơ lại năng nặc đòi thả ra. Thế nhưng, cuốn sổ tay của người trợ lý đã ghi chép toàn bộ những chiêu thức bẩn nhất để rửa tiền, ăn chặn đồng tiền mồ hôi nước mắt dân ta. Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Mới đây, trong vụ án thế kỷ của Trương Mỹ Lan, công an đã phát lộ tình tiết bất ngờ từ sổ tay và lời khai của lái xe, trợ lý bà Trùm gây chấn động dư luận. Theo đó, sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng, lái xe, và Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, đã phơi bày quá trình vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan. Mặc dù không giữ chức vụ tại SCB, song bà Trương Mỹ Lan lại là người có quyền lực tuyệt đối tại ngân hàng này, với việc nắm giữ hơn 91% cổ phần của ngân hàng này thông qua 27 pháp nhân cá nhân. Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút hơn 1 triệu tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, các bị can và nhân sự cấp cao tại SCB đã tuân thủ theo chỉ đạo của bà Lan, ký hợp thức hồ sơ và thực hiện các quy trình vay vốn mà không tuân theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân được giao quản lý nhiều doanh nghiệp trong đế chế Vạn Thịnh Phát của người phụ nữ này. Vân đứng tên và điều hành nhiều công ty ma với mục tiêu lập hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng. Tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân pháp nhân ma để thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc chỉ đạo cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Nhóm cán bộ lãnh đạo SCB xuất tiền theo một quy trình có sẵn, bất chấp các quy định pháp luật. Tiền mặt được chuyển ra khỏi SCB và sau đó chuyển lòng vòng trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả của điều tra đã xác định rằng có 1.284 khoản vay với hơn 483.000 tỷ đồng nợ gốc đã được thực hiện thông qua các tài khoản của 483 cá nhân. Quá trình điều tra vụ án xác định có nhiều chuyến xe chở tiền đến trụ sở của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại thành phố Hồ Chí Minh để giao tiền cho bà Trương Mỹ Lan hoặc chuyển trực tiếp cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan. Sổ tay và lời khai của lái xe và trợ lý của bà Lan cho thấy, từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan, bị can Dũng đã vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan. Cách bà Trương Mỹ Lan một tay che trời tại SCB. Được biết, tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu hệ sinh thái gồm hơn 1.000 doanh nghiệp là các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì hoạt động cho đế chế của mình, bà Trương Mỹ Lan tiến hành thu mua cổ phần, thao túng một số ngân hàng tư nhân, gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Năm 2011, bà Lan muốn sáp nhập 3 ngân hàng thành một, nhưng để làm được việc này, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hiểu rằng mình phải sở hữu ít nhất 65% cổ phần để có thể thông qua bằng bỏ phiếu. Các cổ đông khác không thể chống đối. Kế hoạch thâu tóm được vạch ra. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng hình thức thu mua rồi nhờ người đứng tên, tính đến tháng 12 năm 2011, bà Trương Mỹ Lan lần lượt nắm giữ hơn 80% cổ phần của 3 ngân hàng nêu trên. Thương vụ sáp nhập thành công như dự kiến, SCB được thành lập. Lúc này bà Lan đã sở hữu hơn 85,6% cổ phần của SCB. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa dừng lại mà tiếp tục mua gom thêm cổ phần. Tính đến đầu năm 2018, tỷ lệ bà Lan sở hữu cổ phần tại SCB lên tới hơn 91,5%. Số cổ phần còn lại thuộc sở hữu khoảng 4.000 cổ đông nhỏ lẻ. Khiếp thay, biết rõ quy định pháp luật chỉ cho một cá nhân sở hữu không quá 5% cổ phần của một ngân hàng, bà Trương Mỹ Lan đã nhờ 26 cá nhân pháp nhân đứng tên giúp, bản thân mình chỉ trực tiếp đứng tên gần 5% cho đúng quy định. Với việc sở hữu gần như tuyệt đối về cổ phần, bà Lan đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà mình tin tưởng đều là người có trình độ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng để bố trí vào các vị trí chủ chốt tại SCB, trả lương cho họ từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Trong số này, ông Bùi Anh Dũng được đánh giá là hiền lành, không quậy phá và được lòng người, do đó sắp xếp qua nhiều vị trí lãnh đạo
rồi lên chức chủ tịch SCB. Nóng, Bộ Công an bắt khẩn TikToker Tuấn Phò Mã 36 chuyên quay xấu cảnh sát giao thông. Không ngờ đây là nguyên nhân bị bế, thân thế thật cũng lộ diện. Thưa quý vị, Tuấn Phò Mã 36, cái tên làm mưa, làm gió trên mạng xã hội bấy lâu nay, khi thể hiện mình là người có mối quan hệ rất lớn và cũng là người chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông một cách êm đẹp và giải thích về luật giao thông đường bộ. Kênh TikTok của Tuấn hiện tại cũng đã có 3,8 triệu lượt thích và 300.000 lượt đăng ký theo dõi. Chính vì thế mà thông tin Tuấn vừa bị Bộ Công an bắt đã khiến dư luận xôn xao. Vậy Tuấn Phò Mã 36 là ai? Nguyên nhân gì bị bắt và thân phận thật như thế nào? Được biết, Tuấn Phò Mã hay còn có biệt danh khác là Tuấn 36, sinh năm 1984, quê ở Thanh Hóa. Đây là một trong những nhân vật nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube. Trước khi nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, Tuấn 36 chỉ là một lái xe ô tô bình thường. Hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Người này chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông một cách êm đẹp và giải thích về luật giao thông đường bộ. Kênh TikTok của Tuấn hiện tại đã có 3,8 triệu lượt thích và 300.000 lượt đăng ký theo dõi. Đáng nói trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Phò Mã, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông lại lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ, nhưng thấy xe của Tuấn Phò Mã đi qua, liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Theo thông tin mới nhất, Hoàng Đình Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Phò Mã 36, đã bị Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bắt để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước khi bị bắt, Tuấn nổi trên mạng xã hội TikTok với những hình ảnh nổ là có quan hệ với cảnh sát giao thông. Tuấn Phò Mã 36 mở kênh TikTok để bán máy cạo râu. Tài khoản này đăng tải nhiều video, clip lưu thông trên đường phố Hà Nội và một số tỉnh khác như Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc và giao lưu với các cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Người tự xưng là Tuấn Phò Mã 36 thường xuất hiện trong clip với hình ảnh quần cộc, đội mũ cối, đi chiếc xe bán tải và giao lưu ở khu vực có cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Các video, clip sau khi được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook mang tên Tuấn Phò Mã 36 có tới cả triệu lượt xem và chia sẻ với hàng trăm các bình luận trái chiều. Bên trong các video clip, Tuấn Phò Mã 36 còn lồng ghép thêm nhiều nội dung quảng cáo bán máy cạo râu 3 trong 1. Thậm chí, người này còn có clip giao bán cả mặt hàng máy cạo râu cho cán bộ mặc đồng phục cảnh sát giao thông trong lúc đang làm nhiệm vụ. Dù Tuấn đăng tải các video clip như vậy, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, người xưng là Tuấn Phò Mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ cảnh sát giao thông. Người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an, một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết. Tuấn Phò Mã vì sao bị bắt? Hoàng Đình Tuấn hay Tuấn Phò Mã vừa bị Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về hành vi đánh bạc. Hiện tại, vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định. Theo tìm hiểu của phóng viên, Hoàng Đình Tuấn, quê Thanh Hóa, từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 4 năm 2014, Hoàng Đình Tuấn bị Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt cáo trạng truy tố Hoàng Đình Tuấn, quê Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đó, Tuấn Phò Mã đã mạo danh là cảnh sát hình sự để làm quen với các cô gái, rồi hẹn gặp mặt đi uống cà phê, ăn tối, xem phim. Sau đó, đối tượng này đã lợi dụng sự cả tin để chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị của năm cô gái. Trước đó, Tuấn Phò Mã cũng thường dùng luật rừng để quay và can thiệp vào chuyên môn của cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông Hà Nội nói gì về Tuấn Phò Mã chuyên can thiệp vi phạm? Trả lời vấn đề này, Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, không chỉ cảnh sát giao thông Hà Nội mà lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đều bắt gặp nhân vật này. Hiện lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh với những hành vi cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an, Đại tá Nghĩa nói. Theo vị trưởng phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông cũng không tránh khỏi những lúc sai sót. Nhưng chúng ta cần bài trừ những con người không xây mà phá hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi cũng sẵn sàng nhận những chia sẻ góp ý của người dân, các phóng viên, nhà báo về tư thế, tác phong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để thực hiện thành công nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng hình ảnh công an nhân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sốc, Hà Nội trở thành thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Số người thiệt mạng nguyên nhân do bụi mịn gần 5.800 người một năm, vì đâu nên nỗi. Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí AirVisual ghi nhận Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới sáng nay, vượt qua các điểm nóng ô nhiễm không khí của thế giới là thành phố Lahore của Pakistan và Dhaka của Bangladesh. Trên AirVisual, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội lúc 7 giờ 18 phút sáng nay là 241, thuộc ngưỡng tím, ngưỡng rất có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người, với khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài. Với chỉ số này, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong sáng nay
cũng là thành phố duy nhất ô nhiễm lên tới ngưỡng tím trong danh sách hơn 100 thành phố được Airvisual theo dõi. Các ứng dụng quan trắc chất lượng không khí của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ghi nhận ô nhiễm phổ biến ở Hà Nội và các tỉnh có nhiều khu công nghiệp như Bắc Ninh, Hưng Yên. Phần lớn các điểm ô nhiễm đều ở ngưỡng đỏ và tím, cá biệt điểm đo tại Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận ô nhiễm không khí ở ngưỡng nguy hại, mức nguy hiểm nhất do ô nhiễm không khí gây ra vào sáng nay với chỉ số AQI lên tới 347. Đây là điểm đo gần với khu công nghiệp Hà Mãn, Chí Quả. Ứng dụng quan trắc không khí PAM-E, mạng lưới quan trắc lớn nhất về không khí ở Việt Nam hiện nay ghi nhận ô nhiễm bao phủ khắp Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong đó, ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra. Bộ Y tế khuyến cáo những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng, người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu. Khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách, đảm bảo kín, khít mặt. Vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Cha rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực ô nhiễm. Thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống, hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi, rơm rạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga. Trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí. Đối với người có bệnh hô hấp, bệnh tâm phế mãn tính, bệnh tim mạch, suy dinh dưỡng, già yếu, Bộ Y tế khuyên thực hiện các biện pháp dự phòng trên nghiêm ngặt hơn. Ngoài ra, cần hạn chế tối đa đi ra ngoài, đặc biệt là vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn PM2.5, loại bụi được coi là tử thần trong không khí khi có khả năng xâm nhập sâu vào phổi, gây ra nhiều bệnh về hô hấp và tim mạch. Theo nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2019, IMHE 2019, ô nhiễm không khí đứng thứ 5 trong các yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra và tàn tật ở Việt Nam, đứng sau các nguyên nhân như cao huyết áp, đường huyết và chế độ ăn uống. Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nhiều năm qua ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Có 4 nhóm nguyên nhân lớn được xác định, gồm hoạt động giao thông, công nghiệp, làng nghề, xây dựng và các hoạt động dân sinh như đốt rác, đốt rơm rạ, v.v. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số người thiệt mạng do các nguyên nhân bắt nguồn từ bụi mịn của Hà Nội là gần 5.800 người mỗi năm, chiếm 32% của miền Bắc. Vậy không khí Hà Nội ô nhiễm do đâu? Qua quá trình thực đo mới đây, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng khoảng 1/3 lượng bụi PM2.5 có trong không khí đến từ các nguồn tại chỗ ở Hà Nội. Trong đó, phát thải từ giao thông là nguyên nhân hàng đầu. 40% dân số của thủ đô Hà Nội đã bị phơi nhiễm với nồng độ bụi mịn PM2.5 hơn gấp đôi mức quy chuẩn quốc gia. Đó là kết quả từ năm 2015. Nhưng có lẽ con số này đến nay cũng không giảm, bởi gần 8 năm trôi qua, vấn đề ô nhiễm do giao thông chưa được giải quyết. Giao thông được chỉ mặt đặt tên là nguyên nhân gây ô nhiễm nội tại lớn nhất của Hà Nội, nhưng lượng bụi mịn do giao thông chỉ chiếm 1/3 số bụi mịn ở Hà Nội. Các số liệu đo đạc đã cho thấy nguyên nhân chính của ô nhiễm không khí lại nằm ở yếu tố bên ngoài. 2/3 lượng bụi mịn có nguồn gốc từ các hoạt động công nghiệp, bao gồm các nhà máy điện và công nghiệp lớn cũng như các làng nghề. Nóng, chiều cuối hết hiệu lực, Trang Nemo buộc hầu tù. Chủ tọa bật ngửa tuyên bố đành thép, tôi đi tù nhân viên thất nghiệp ai lo. Thưa quý vị, chị Đại Trang Nemo từng khiếp cõi mạng xã hội Việt Nam, xôn xao và vang danh bốn bề khi thể hiện sự quyền lực bằng cách thể hiện sự giang hồ đối với một nhân viên cấp dưới mình chỉ vì nghi ngờ bị lấy cắp điện thoại. Sau khi rõ sự thật thì nỗi oan của cô nhân viên được giải bày, còn lỗi của Trang Nemo tự do tác động người khác đã sai rành rành như vậy rồi vẫn không hối lỗi mà còn rủ hội đồng dạy dỗ tiếp người nhân viên nhiệt tình của mình khi bắt phải xin lỗi. Nước đầu hùng hổ là thế, nhưng khi bị kiện ra tòa đối diện với án tù thì lại khóc lóc van xin giảm án, thậm chí còn hạ gối trước Trần My. Nhưng mọi thứ đã bất thành. Tới nay, phiên xét xử phúc thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang lại được diễn ra. Trang Nemo hết đường cứu, đã bạo gan học cách cãi tay đôi với thẩm phán của Hoàng Văn Hưng, hòng thổi Trang án. Cuộc thoại lên tới mức đỉnh điểm khi Trang Nemo tuyên bố đành thép. Tôi đi tù ai lo cho nhân viên tôi, họ thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm. Câu tự bào chữa của Trang đã đi vào lòng đất khiến chủ tòa phán bật ngửa, cái kết án đáng ngắt. Chưa xong, quân triều đình còn cho kiểm tra xốp Trang Nemo, phát hiện ra nhiều sự thật khủng khiếp. Hàng hóa xuất xứ ở Quảng Châu nhưng lại phóng đại thành châu Âu. Liệu số phận bà trùm này sẽ ra sao? Vận hạn này có được chót lọt? Cùng làm rõ ngay sau đây. Sau án sơ thẩm, Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo và đồng phạm kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét cho được hưởng án treo và sau đó gửi đơn xin hoãn chấp hành án vì lý do mang thai.
Tới nay, Tòa án Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông báo về thi hành án phạt tù đến Nguyễn Xuân Hương Trang, sinh năm 1992, còn gọi là Trang Nemo. Theo đó, buộc người này chấp hành bản án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng mà Tòa án Nhân dân quận 1 xét xử sơ thẩm đã tuyên. Sau bản án sơ thẩm, Trang Nemo kháng cáo. Tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, y án 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo này. Tiếp đó, Trang Nemo gửi lời xin hoãn chấp hành án vì lý do mang thai. Tòa án Nhân dân quận 1 xét thấy bị cáo Trang cư trú tại quận 10 nên đã ủy thác cho Tòa án Nhân dân quận 10 thực hiện thi hành án. Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Chánh án Tòa án Nhân dân quận 10 đã có thông báo về quyết định không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù mà Nguyễn Xuân Hương Trang đã gửi. Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Trang gửi đơn khiếu nại đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với thông báo không chấp nhận đơn xin hoãn thi hành án phạt tù mà Chánh án Tòa án Nhân dân quận 10 đã ký. Ngày 20 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời không chấp nhận khiếu nại của Trang Nemo và giữ nguyên thông báo của Chánh án Tòa án Nhân dân quận 10. Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Hà làm chủ tọa. Tại phiên tòa, Trang Nemo đã tự bào chữa rằng: "Nếu tôi đi tù, nhân viên của tôi thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Ở sau lưng tôi có rất nhiều người đang cần tôi. Tôi đi tù để được gì? Tôi đi tù làm sao tôi sửa chữa?" Sau khi hội đồng xét xử thông báo về việc vắng mặt không lý do là tự tước quyền kháng cáo, bị cáo Phan Hoàng Nam đã nhanh chóng có mặt tại tòa và trình bày yêu cầu kháng cáo của mình. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có mặt giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Phạm Lê Khanh cũng giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị xử lý hành vi cố ý gây thương tích của các bị cáo. Giải thích với bà Khanh, hội đồng xét xử cho biết tội danh mà các bị cáo bị truy tố xét xử là gây rối trật tự công cộng. Yêu cầu của bà Khanh là một khách thể khác, ngoài phạm vi vụ án. Nếu không đồng ý với kết quả điều tra, bà Khanh có thể tiếp tục khiếu nại với cơ quan điều tra. Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo có lỗi, nhưng bà Khanh thời điểm đó cũng có những lời nói, hành vi không chuẩn mực. Trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm đã tuyên xử đúng người, đúng tội, không oan sai. Từ đó đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo cũng như người liên quan, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tự bào chữa, Trang Nemo cho biết lương tâm đã dằn vặt suốt 2 năm qua. Tôi hỏi quý vị, nếu con của quý vị mắc lỗi lần đầu thì quý vị có đuổi đi luôn không? Hay răn đe, dạy dỗ để tốt hơn? Tôi phạm tội lần đầu, tôi có con nhỏ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác nhưng bị xử vậy, có phải quá khắt khe không? Nếu tôi đi tù, nhân viên của tôi thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Ở sau lưng tôi có rất nhiều người đang cần tôi. Lập luận như vậy và Trang Nemo xin được hưởng án treo. Trước đó, đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vào kiểm tra và cho biết qua kiểm tra, số lượng hàng hóa đang trưng bày kinh doanh tại cửa hàng Trang Nemo đã phát hiện 246 đơn vị sản phẩm hàng hóa là giày dép, quần áo, túi sách có dấu hiệu giả mạo một số nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Cụ thể như Chanel, Nike, Burberry, Louis Vuitton, Gucci và một số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 104.370.000 đồng.